Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Quốc phòng Việt Nam sợ Tàu ra mặt. Chiều 25 tháng 11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì buổi ra mắt sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019, một trong những mục tiêu mà lực lượng hải quân quân đội Việt Nam đặt ra trong tài liệu này. Ổn định chế độ, hòa bình và tự vệ là chủ trương được nhắc đến trong tài liệu quốc phòng lần này. Chính sách 4.0 được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh diễn giải từ sách trắng như sau. Thứ nhất, Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự. Thứ hai, không liên kết với nước này để chống nước kia. Thứ ba, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Cách thông tin của báo chí lề đảng về sách trắng khá đặc biệt, giống nhau. Tờ Vietnamnet cho biết cụm từ hòa bình và tự vệ là chủ điểm của sách trắng quốc phòng. Chúng ta mong muốn hòa bình, chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Nếu đất nước có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì cũng là vì hòa bình. Thứ hai là tự vệ. Chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định chế độ. Ổn định chế độ là cam kết của quân đội đối với Đảng Cộng sản trong bối cảnh chủ quyền tại Bãi Tư Chính bị xâm lấn trong suốt một thời gian vài tháng vừa qua. Có thể thấy rõ sau khi Trung Quốc cho ra mắt sách trắng hồi tháng 7 năm 2019, thì Việt Nam công bố sách trắng với chủ trương hòa bình. Lần này cho thấy sự cân nhắc trong ngôn từ của Ba Đình là rất thận trọng. Trước sau như một sẽ không có chuyện thằng em cầm súng bắn thằng anh xâm lược. Trước sau như một vẫn tiếp tục quan ngại và quan ngại sâu sắc để bảo vệ chủ quyền. Và trước sau như một, họng súng vũ khí sẽ được dùng để ổn định chế độ, kéo dài sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lấy phương châm hòa bình tự vệ chỉ đạo chính sách quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3.0 lên 4.0, đó là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ khí, vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Bọc trong cái vỏ sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019, công bố này ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội, nhìn chung không thay đổi với so sánh năm 2009 cũng là sách trắng quốc phòng. Nhưng thời điểm ra đời của sách trắng lần này xảy ra 30 ngày sau khi tàu khảo sát dầu khí Hải Dương 8, HD8 của Trung Cộng kết thúc lịch trình tìm kiếm bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019 ở vùng biển Bãi Tư Chính, bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, khoảng 370 cây số tính từ bờ biển Vũng Tàu. Đã có 30 đến 40 tàu chiến và cảnh sát biển Trung Cộng yểm trợ cho bảo vệ Hải Dương 8 trong suốt thời gian hoạt động, bao gồm cả 3 lần ra vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam như ao nhà của Bắc Kinh mà không gặp bất cứ sự chống cự nào của lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam. Điểm mới của tướng Vịnh. Do đó, điểm không mới thứ 4 là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế đã giải thích đầy đủ lý do tại sao Việt Nam Cộng sản đã không có bất cứ hành động quân sự nào nhằm ngăn cản hay chống lại các hoạt động của HD8 ở vùng biển Tư Chính, kể cả việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Phi Luật Tân đã làm và đã thắng kiện năm 2016. Việt Nam là nước nhỏ và là tiềm năng quân sự cũng rất yếu so với nước láng giềng thù nghịch Trung Cộng, nên điểm không thứ tư mới không phản ánh sức mạnh quân sự của Việt Nam mà chỉ là cách nói khoe mẽ rằng chúng tôi không tấn công quân sự trước trừ khi bị tấn công. Bằng chứng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng đã nói khi công bố sách trắng quốc phòng, chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định thể chế.
Ông Vịnh, con trai út của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy Quân giải phóng miền Nam, đã qua đời ngày 6 tháng 7 năm 1967 do một cơn nhồi máu cơ tim khi ra Hà Nội để báo cáo về tình hình miền Nam. Tướng Vịnh nói tiếp, sách trắng quốc phòng năm 2019 xác định rõ quan điểm của Việt Nam trong đấu tranh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, đó là Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp pháp luật của Việt Nam. Việt Nam kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm. Theo báo Quân đội Nhân dân ngày 25 tháng 11 năm 2019. Tướng Vịnh, 62 tuổi, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1957, từng đứng đầu Tổng cục 2, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chuyên gia tình báo và đối ngoại quốc phòng. Ông nói rất hăng về tự vệ và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi trình bày về sách trắng, nhưng lại là người được nhiều người thạo tin ở Hà Nội nhìn nhận nổi tiếng thần Trung Cộng chỉ sau Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Một trong những thái độ nói chung chung không dám chạm đến Trung Cộng ở Biển Đông của tướng Vịnh được chứng minh trong cuộc trò chuyện với báo chí tại Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2019. 14 ngày sau khi Trung Cộng đem Hải Dương 8 vào hoành hành bất hợp pháp ở bãi tư chính chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Ông Vịnh nói chúng ta cần khẳng định an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông và lợi ích chung của cả thế giới và các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Theo tướng Vịnh, cọ sát chiến lược của các nước là điều tất yếu trong quá trình phát triển, nhưng cọ sát ấy không được và không nên ảnh hưởng đến lợi ích của các nước khác trong khu vực, mà vấn đề an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là một ví dụ. Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung ở Biển Đông với cộng đồng quốc tế. Đây là chủ trương tại các hội nghị quân sự quốc phòng tới đây. Tướng Vịnh có ý nói đến cuộc hội nghị quốc phòng trong tương lai trong năm 2020 khi Việt Nam giữ vai trò chủ tịch của khối ASEAN, Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Ông nói thêm, chúng tôi không mong muốn quân sự hóa cạnh tranh chiến lược tạo ra các xung đột ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh trong khu vực. Chúng ta không muốn và không để các mâu thuẫn xung đột từ bên ngoài đem vào giải quyết. Tuy nhiên, vào lúc cả nước Việt Nam xôn xao và căm phẫn trước cuộc xâm lăng mới của HD8, tướng Vịnh đã không nói một chữ về bãi tư chính. Ông cũng không dám lên án Trung Cộng, khi ấy đang xâm lăng lãnh thổ và chà đạp lên quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Sách trắng và Biển Đông. Cũng vì thời điểm công bố sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019, chỉ sau vụ tư chính lắng xuống, dư luận vẫn chờ xem đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam có động thái gì khác để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng mọi người đã thất vọng khi thấy tất cả các báo, đài chính thống của Đảng, tiêu biểu như báo điện tử Trung ương Đảng, báo Chính phủ, Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Nhà nước Việt Nam v.v. đều không viết gì về vấn đề chủ quyền Biển Đông ghi trong sách trắng. Ngược lại, tất cả các chỉ tập trung vào nói sách trắng quốc phòng Việt Nam được bố cục thành 3 phần. Phần thứ nhất, bối cảnh chiến lược và chính sách quốc phòng với nội dung tập trung khái quát tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chính sách quốc phòng Việt Nam, hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, đấu tranh quốc phòng. Phần thứ hai, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gồm 4 nội dung chính, trong đó có nội dung về xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, lãnh đạo, quản lý quốc phòng, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự và xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng các tỉnh, thành phố, thành khu vực phòng thủ vững chắc. Phần thứ ba của sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 có chủ đề Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ, thông tin khái quát về truyền thống lịch sử của quân sự Việt Nam,
lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và phương hướng xây dựng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, phương án xây dựng Quân đội Việt Nam. Theo báo Quân đội Nhân dân ngày 25 tháng 11 năm 2019, riêng báo Vietnamnet của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài tường thuật về sách trắng và tình hình Biển Đông. Theo đó, sách trắng nhận định tình hình Biển Đông thời gian gần đây mặc dù đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng có yếu tố gây bất ổn định, căng thẳng vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp đang được đặt ra những thách thức mới đối với việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ hòa bình, ổn định của Việt Nam. Làm gì có chuyển biến tích cực mà hoang tưởng như thế? Trung Cộng đã không ngừng tấn công, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt ở Biển Đông. Quan trọng hơn, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên tuyên bố các bãi đá và đảo ở Biển Đông chiếm 3/4 tổng diện tích 3,5 triệu cây số vuông là của tổ tiên của họ để lại và sẽ quyết tâm bảo vệ không để mất một ly. Báo VNnet viết tiếp, sách trắng nêu rõ những diễn biến mới trên Biển Đông, trong đó có các hành động đơn phương áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hóa làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia liên quan, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực. Nhưng nước nào đã và đang có hành động ngang ngược như thế nếu không phải là Trung Cộng? Tại sao sách trắng không dám chỉ đích danh Trung Cộng là kẻ chủ động đang gây ra bất ổn ở Biển Đông? Cũng chỉ có các tàu lớn nhỏ và võ trang của Trung Cộng đã đâm chìm nhiều tàu cá của Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa mà phần đông báo chí, báo đài của nhà nước chỉ dám viết là tàu lạ hay tàu nước ngoài. Phát biểu trước báo chí và ngoại giao quốc tế tham dự buổi công bố sách trắng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói như người trên cung mây rằng một số hoạt động mới xây dựng đảo nhân tạo quân sự hóa Biển Đông đã làm phức tạp tình hình, đi ngược lại quy định và của luật pháp quốc tế, cũng như đã những thỏa thuận về hòa bình, an ninh thế giới cũng như châu Á, Thái Bình Dương. Ông nói, quan điểm của Việt Nam là phản đối bất kể quốc gia nào tiến hành quân sự hóa hay có các hoạt động đi ngược lại luật pháp quốc tế làm phức tạp thêm tình hình. Chúng tôi đấu tranh với những việc này để các biện pháp là vừa đấu tranh nhưng vừa hợp tác. Đấu tranh để nêu quan điểm lập trường nhưng cũng hợp tác để cùng tìm ra lợi ích chung, cùng giải quyết những bất đồng, khác biệt và cùng tạo ra môi trường hòa bình ổn định. Thêm lần nữa, tướng Vịnh lại tránh cái tên Húy Trung Cộng, không dám nêu đích danh nước này đã xây dựng đảo nhân tạo quân sự hóa trên Biển Đông. Nhưng ông lại cổ suý việc tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Tướng Vịnh nói khơi khơi, những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia của dân tộc Việt Nam đều là đối tượng của Việt Nam. Như vậy, ngoài chuyện sợ tàu trên đất liền, ngoài Biển Đông, trên Quốc hội và tại các diễn đàn quốc tế, nay Việt Nam lại sợ tàu cả trong sách trắng quốc phòng 2019, thì có chuyện gì mạt dẹp hơn để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam nữa hay không? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.